Shop Bếp Gấu.com chữ tín làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em, là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Cái gì đây? Cháu thì cháu không nói phét, cháu học được rất nhiều kỹ năng M10 từ bác, nên cháu rất tự tin rằng cháu cho rằng cháu là nhất về M10 14. Nhưng nếu có thằng nào bảo cháu xếp thứ hai thì không ai số 1. Mày là nhất. Cháu đã được học rất nhiều kỹ năng từ bác khi xem live stream, nhất là bóc vét. Gửi bác. Gì đây? Em là cụ tổ Squin, ông thần M1014, thần gió M1857. Em dạo này bắn không có thủ. Vãi cả đại thật. Ủa là trời, mấy này phải vô cho nó dạy nó dạy bài học rồi. Mấy này phải dạy cho nó dạy bài học rồi. Alo. Alo bác ơi. Mày nói gì nói rõ là cho anh nghe coi. Em chỉ biết là em học được rất nhiều kỹ năng M1014 từ bác. Rồi. Xem bác từ rất lâu rồi. Rồi. Và hôm nay chính là ngày để được thể hiện những kỹ năng đó, được phơi tỏa trên livestream của bác. Vậy là hôm nay là muốn lên đây là thể hiện cái trình M1014 cho anh em nó coi livestream đó đúng không? Đúng rồi đó. Mà nếu mà mày thua, mày mất cái gì? Bây giờ nè, anh tạo cho mày một cái phòng, anh cắt bằng phần mềm Garena luôn. Em xóa game. Em xóa game. Hảo anh. Chắc không? Đúng anh. Chắc. Bây giờ nè, anh quan sát nha bác. Trời ơi. Đã solo sụp gắt mà đã am hiểu về M104 á, là thể loại gì cũng chơi được. Ok chưa? Được luôn bác. Ok chưa? Mày muốn one shot thì one shot, mày muốn bắn thường, miễn sao là thắng địch là được. Ok chưa? Tuyệt đối tấn công không phòng thủ, không kê. Ok chưa? Bây giờ nè, okay, anh bác. Không cần mày số game. Chú mày số game thì tội quá. Đủ. Bây giờ đấy, nếu mà mày thua đây mày chỉ còn mày đổi cái tên thôi. Thề không dám mõm. Mày đổi tên Một Tùng, được chưa? Anh không mời cao thủ vào, đấy. Anh chỉ mời một thằng ở trên livestream thôi vào chơi với mày. Được okay. Bác. Ok. Nào, rồi. Nào, được cho okay. Mày chọn tất cả kỹ năng nhân vật, skin súng gì đấy không có thừa nha. Nè. Cháu không chơi không skin mà từ bé lớn nó chơi skin bao giờ đâu. Chứ mày đang cầm cái cây gì ở trên tay mày? Đâu rồi? Cụ tổ rồi, thằng nào mới kêu nó là cụ tổ gì đây? Đây, thằng này móc kêu là cụ tổ không? Thần gió M1014, ông vua thần gió gì đây nè. Cho này vô coi. Để coi. Cho hai con gà đá nhau, con gà nào cũng bị luộc hết trơn. Alo. Chào cháu. Ôi, mới nói gì, nhắn tin nhanh nói gì vậy? Cháu xin tự giới thiệu với bác. Cháu là cụ tổ Sakun, ông thần M1014. Dăm ba cái thằng T1DDHMT boss. Không. Cái thằng đó anh không nói. Nhưng mà cái danh thần gió M1857 rồi cụ tổ M104 ai đặt cho mày vậy? Dạ thưa bác, em bắn M1014 từ khi con game này ra đời. Yeah. Không có đối thủ. Bây giờ HMT. Đừng có okay, bác HMT vậy. Bây giờ nè, nếu mà anh cho một người solo với mày đấy mà được cắt vào phòng mềm trực tiếp Garena luôn nha, thì tất nhiên là mày dạ. Phòng mà mấy thằng hát là sẽ bị gì với anh rồi đúng không? Bây giờ nè, ui ơi. Bắn tự do, bắn thông thường, muốn bắn như gì thì bắn, làm sao thắng là được, không thủ không kê. Bây giờ đây, ok bác, nếu mà mày thua đấy mày chịu gì? Ui ôi, thua em đổi tên luôn. Đổi tên gì? Chùm mỏng thai phai. Không, chùm bỏ máy pha nhẹ quá. Đổi tên gì bác? Đổi tên là tôi là con chó. Ok bác. Anh
cho mày tiền đổi tên luôn. Ok không? Ok, ok. Rồi, anh cho mày chuẩn bị. Nè, thu cấm nó thừa nha. Ui, mấy con boss sợ gì anh? Em chùm 1014, anh nói gì vậy? Mày chùm 1014 cho tao cất. Rồi, rồi, ra đây. Ok. Rồi, được rồi. Vâng, ok, chào tất cả anh em luôn. Và tôi xin chuyển cam qua đây một cái để anh em khỏi thắc mắc. Đấy, hôm nay là chúng ta có một trận đấu khá là hấp dẫn các bạn. Hôm nay có một trận đấu giữa HMT và Sam Sgam bên em vậy. Gì? Sờ lờ vậy? Tên này tôi chịu các bạn, tên này tôi cũng ngày xưa giờ tôi cũng mới đọc lần đầu. Đấy, và hai thằng con lợn này đấy solo với nhau. Một thằng này tự nhận là vua sọc quân Việt Nam. Đấy, một thằng tự nhận là thằng gió M1887, cụ tổ M1014. Đấy, thì cái danh hiệu này không biết ai đặt cho nó nhưng mà là tự nhận. Tôi chỉ là người đứng giữa tôi cắt thôi. Đấy, thôi ok thì không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta cùng vào luôn trận đấu nào các bạn. 70% tất cả những bạn đi xem video không like và không đăng ký. Một like và một đăng ký của các bạn không giúp bé Gấu có thêm tiền, nhưng đó là động lực để bé Gấu làm rất nhiều đoạn video giải trí như thế này. Nếu đoạn video này cảm thấy hay thì quay lại like đăng ký cho chú Hùng Dưỡng nhé. Cảm ơn người anh em. Thôi cam tôi để đây, để đại đây. Đấy, cam tôi để đại đây. Vâng. Mày đồ hù, thằng này hay các bạn, thằng này có kỹ năng đấy. Đồ hù. Kinh nha các bạn nha. Thằng này kinh đấy, không đùa đâu các bạn. Thằng này kinh đấy nha. Mày quan sát bắn thường không bắn quan sát. Thôi. Hồi đen đùa đen. Bú. Hai con gà đá nhau, một con chảy máu còn một con kia bị đốt cháo. À đây, gom. Cái gì đây? À, cụ tổ, thằng con trời bắt coi không chúng gì nào luôn đâu. Cái gì đây? Kia bụng dưới đầu rồi. Bắn bình thường không bắn. Bắn bình thường rồi. Cái gì đây? Hay một đều, hay lắm. Đẳng cấp. Chắc mới bằng 145k rồi, để coi. Đù. Ơ cái gì đây? Làm màu á? Cái gì đây? Làm màu. À đù. À gì? Trời ơi, nhìn bông keo thấy là thấy nát rồi. Trời ơi, là trò bông keo, trò bông keo này dưỡng xuống à. Bông keo này đi trốn à. Trời ơi, là trò nghĩ sao xài bông keo quá trời. Bông keo thì ngáo rồi. Xài bông keo thấy. Trời ơi, tụi nói. Trời. Bắn. Hay. Đồ. Trời ơi, là trời. Ai sẽ là người bị đổi tên đây các bạn. Cho nó số hạt game thì buồn quá. Tội nó. Thôi trời, thằng tác ức hồn. Cái gì vậy? Hello, cái gì vậy? Cho chịu mày. Cái gì vậy? Hello, cái gì vậy? Làm màu. Hai em. Ôi. Làm màu. Đạn nó có mở. Ui, này bắn cây nha, mình cây nha. Cây canh nha anh em nha. Đúng không? Mà thằng kia nhìn nó kêu quá quá. Đi.
Winnie. Thế coi, mẹ ơi. Bỏ trò con kêu trời. Đù, con loại loại đó. Đù, con kêu này con loại đó. Ây, ây. Chỉ mất áo của ông nội. Không, thằng này hơi ảo ma đấy các bạn. Thằng này hơi ảo ma Tukuda nha. Thao tác thì chậm nha. Mày first hơi ảo ma nha. Đủ 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 Mày hơi ảo đấy nha. Ồ, kiếm bắn hay. Kiếm bắn kinh. Ồ, thằng kiếm bắn kinh đấy. Hay. Đồ, thằng này bắn sùng quân đường biết. Thằng này biết bắn sùng quân. Thằng này biết bắn sùng quân nha anh em nha. Thằng này biết bắn sùng quân. Thằng này biết bắn sùng quân đấy. Thằng này biết bắn. Thằng này biết chơi đấy. Này, thằng này biết chơi đấy các bạn. Không đùa đâu. Chơi đây các bạn không được nha. Cái nhỏ quá. Hay. Ok, cái kêu nhỏ quá. Hay. Vỗ tay nào anh em ơi. Được. À. Được, đặt chứ. Được, giỏi. Được, hay. Được, 10 điểm. Rồi. Ok.